và gia đình. Và bài hát thứ hai là bài Lời Chúa được sáng tác qua chị Bích Vân. Bài này nói về sự quan trọng của lời Chúa trong mỗi đời sống của chúng ta. Thì Nhật Mai ước mong rằng lời của Chúa luôn luôn lúc nào cũng là bạn đồng hành, cũng như là tại vì lời của Chúa chính là Chúa Giêsu, những lời mà Chúa phán với mình thì mong rằng lời của Chúa luôn là ánh sáng để soi dẫn mỗi cuộc đời của chúng ta. Thì bây giờ Nhật Mai xin được dâng lên Chúa cũng như là gửi đến hội thánh ở đây bài hát này.